Hóa ra để một công ty phát triển không phải là dựa vào lĩnh vực mà là dựa vào người lãnh đạo. Ví dụ như công ty Boxerman vào năm 2022 đã cho ra mắt chiếc quần boxer mang tên Zofit có thể khiêng được một chiếc bình nước 20 lít mà vẫn về lại form cũ, chứng tỏ độ co giãn của sản phẩm này không phải dạng vừa. Nếu mua 5 quần sẽ được thêm một quần mà còn lại được free ship. Chưa hết, mua quần ở Boxerman được đổi trả dễ dàng trong 15 ngày với bất kỳ lý do gì mà còn được miễn phí ship 2 chiều. Điều này đã khiến cho toàn bộ các công ty đồ lót nam phải giáo giết thức đêm thức khuya để bắt kịp thị trường. Sau đó công ty Boxerman tiếp tục cho ra mắt chiếc quần slip. Nếu như trên thị trường thì các dòng tam giác đang bão hòa thì chiếc quần slip của Boxerman đã kết hợp giữa form dáng truyền thống và công nghệ hiện đại đã khuấy đảo thị trường đồ lót nam với hơn 50.000 lượt bán trên các nền tảng. Thế là bây giờ CEO của Boxerman đã bất ngờ cho ra mắt quần short đa năng Iris Short. Ngay sau khi chiếc quần này được mở bán đã có hơn 1.000 lượt mua trong tháng đầu tiên. Có thể thấy Boxerman là một brand chỉ vừa ra mắt một thời gian nhưng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Là một nam thanh niên chính hiệu, tủ đồ của bạn đã có Boxerman chưa?